Triệu Gôn xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Triệu Gôn này trân trọng với thiệu với nhà mình, cả nhà mình một sản phẩm đá sapphire hoa văn hình dạng độc lạ dị. Có titan rất mạnh. Đấy, cả nhà nhìn xem hình dáng hoa văn rất là ngà đẹp. Đây là đá sapphire xanh tím than của Lục Yên Yên Bái. Hàng sapphire Lục Yên Yên Bái là siêu bền cả nhà. Đây là hình hoa văn độc lạ dị. Đây là những cái kết cấu cấu thành tự hoàn toàn tự nhiên cả nhà nhé. Viên lá này hoàn toàn thiên nhiên, không qua xử lý, 100% thiên nhiên. Qua đây thì không biết mọi người cảm nhận như nào, nhưng mà Triệu Gôn cảm nhận ở đây là một bức tranh về tất cả các ngọn núi cao thấp chồng liên tiếp với nhau. Đây, như Triệu Gôn cảm nhận ở đây là những ngọn núi nhỏ này, này phía trước này, to phía sau này, những ngọn núi to phía sau này. Đấy. Và phía bên trên trên núi thì đây có những cái áng mây nhỏ nhỏ đây bay à, gió đây cái được quyệt này như thế này, cái chiều của chiều gió bay. Và đây chỗ cạnh cái quả núi này có những cái áng mây nhỏ nhỏ đó. Đấy, đây là cảm nhận của riêng mắt Triệu Gôn này như vậy. Và hiện nay thì những anh em chơi đá cảnh, đá Suzuki thì tức là chơi những cái dòng đá có màu sắc độc lạ và có hình dáng hình thù độc lạ dị. Các anh em đã chơi những cái đá cảnh Suzuki đó, bây giờ hiện nay là đang chuyển sang xu thế là chơi những cái dòng đá quý thiên nhiên có những hình thù hoa văn độc lạ dị. Ví dụ như cái viên đá sapphire màu xanh tím than là Triệu Gôn đang giới thiệu với cả nhà đây, thì là cái viên này là nó chỉ có một thôi, không có hai. Nếu anh chị em đã chơi để dựng nhẫn hoặc là để trang trí chơi phong thủy trong gia đình, hoặc là cất trong két để chơi phong thủy, thì đây là những cái sản phẩm độc đáo, có một không hai, có một không có hai. Đấy, riêng cái dòng đá cảnh Suzuki cũng vậy, nó nhiều tác phẩm này chỉ có một thôi, không thể có hai được. Và những anh em đang chơi dòng đá cảnh đá Suzuki hiện nay là đang nấn sân sang chơi dòng đá quý, đá quý có những hình hoa văn độc lạ dị. Để tìm những viên đá quý mà màu xanh tím than hoặc màu xanh nước biển thì nó đều màu thì nó chuyện rất là bình thường, nhưng mà chọn được những viên mà nó có những cái hoa văn độc lạ như này thì nó là không có viên thứ hai. Đã sở hữu rồi, đố ai kiếm được một viên như thế này. Rất đẹp, Triệu Gôn rất là thích cái dòng đá này. Những anh em nào mà ưa thích cái dòng đá các hoa văn độc lạ dị thì hoặc có những cái màu sắc độc lạ thì là liên hệ Triệu Gôn nhé. Triệu Gôn đã sưu tầm được rất nhiều các loại đá đó, có hoa văn độc lạ.